rồi thêm cả đường trên thì sẽ là những cờ sân tê như là Odia. Thì đó đều là những lựa chọn mang lại cho những đội tuyển ở ngày thi đấu hôm qua, ngày thi đấu đầu tiên tại phiên bản 14.2, những thắng lợi. Và cùng xem ngày hôm nay T1 và D+ Gia sẽ mang đến cho chúng ta một khâu cấm và chọn như thế nào. Với quyền được chọn lựa thì bên phía T1 đã như bình thường thôi, chọn bên phía đội 1 để có thể khởi đầu trước ở trong giai đoạn cấm và chọn. Tristana, đường giữa của Showmaker, đã nhanh chóng được bên phía của T1 loại ra khỏi ván đấu đầu tiên này một cách rất quyết đoán. Họ không muốn có một carry đường giữa cho Showmaker. Và cùng xem là D+ Gia sẽ nhắm tới khu vực đường nào. Những ngày hôm qua thì vẫn sẽ là những lực cấm như là Corki hay là những xạ thủ mạnh đi đường như là Varus cùng với As và có thể là Kalista nữa. Còn bên phía của D+ Gia thì họ vẫn đang suy nghĩ rất nhiều cho lực cấm đầu tiên của họ. Họ cấm đi Orianna của Faker. Như vậy là đang nhắm vào bộ tướng của Faker. Ở trong khoảng thời gian vừa qua thì bộ tướng Faker khá là hẹp nha. Nó sẽ là Orianna, Azir và Corki. Azir hiện tại đang có tỷ lệ thắng rất thấp, Faker cũng bỏ qua Azir rồi. Thì bên phía của DK cấm đi Orianna, còn con Nico rồi đúng không? Còn Nico đường giữa dành cho Faker, bởi vì Nico của Faker có thể đi cặp cùng với những Nocturne của Honor hay là một vài những con bài đi rừng mang thiên hướng chống chịu, mở giao tranh tốt như là Rell của Honor nữa. Nó là những combo đi cả cặp với nhau cực kỳ hiệu quả. Bên phía D+ Gia có thể sẽ nhắm xuống khu đường dưới của Umayushi để hạn chế sức đi đường. Khi đã không còn Senna nữa rồi thì bên phía của D+ Gia có định cấm đi Lucian của Umayushi. Khá nhiều xạ thủ đã bị cấm. Và giờ đây thì T1 cấm đi Kama, họ không muốn sử dụng Kama trong ván đấu này. Như vậy Faker vẫn còn Corki. Và đây sẽ là một kèo đấu mà Showmaker và DK sẽ phải quyết định xem là liệu họ có đưa ra lực cấm Corki hay không. Corki là một vị tướng mà T1 hoàn toàn có thể chọn đầu tiên đưa bên phía đội 1 được. Vâng, và lực cấm Kama vừa được diễn ra thì Showmaker nở một nụ cười rất là tươi. Có vẻ như anh ta cũng không muốn đánh Kama ở khu đường giữa thì phải. Như vậy là T1 cũng cấm dùm một lựa chọn mà bên phía D+ Gia cũng muốn cấm khỏi tay của Faker. Nhưng lực cấm cuối Nico cùng của bên rồi. Phía D+ Gia là cấm đi Nico của Faker thì vẫn còn đó Corki dành cho lượt first pick của T1 nếu như họ muốn ưu tiên khu đường giữa. Nhưng họ muốn ưu tiên khu đường dưới nhiều hơn, vì chúng ta vẫn còn đó những lựa chọn rất mạnh khu đường dưới dành cho cả hai bên như là Ash, như là Varus và cả Kalista nữa. Và khi Ash được chọn trước thì cũng chưa thể xác định được đây là con Ash dành cho Gumayushi hay là Keria. Con tướng này thì đánh ở khu vực đường dưới cũng khá là thoải mái trong việc bắt cặp với lại xạ thủ. Bạn có thể đánh một bộ đôi xạ thủ cấu rỉa với 20 kiếm là Varus Ash, hoặc là bạn có thể đi Ash đánh đúng vai trò xạ thủ và chọn một hỗ trợ mở khác. Cho nên DK bắt buộc phải tước đi cái lựa chọn Varus để tránh một cái cặp đôi quá áp đảo khu vực đường dưới từ T1. Vâng, và có lẽ họ cũng không muốn rằng cái trụ bot của họ sẽ mất quá sớm nếu như để Varus và Ash rơi vào tay của bộ đôi đường dưới phía T1. Họ lấy đi Varus của Gumayushi. Họ đang muốn hướng tới Lee Sin à? Lee Sin thì nó sẽ là hơi mạo hiểm một chút mà thay vào đó thì Lucid sẽ hướng tới con Sejuani. Không tự tin như Lucid rồi. Ở thể hiện tại thì Lucid vẫn chưa thể nào có được cái sự tự tin như những gì chúng ta được chứng kiến từ người rừng của KT ngày hôm qua. Anh ta chấp nhận đánh một con tướng làm nền cho đồng đội, tìm cách để có thêm carry ở khu vực đường giữa cho Showmaker. Thì như đã nói, con Ash này rất thoải mái cho bên phía T1 có thể triển khai. Mới ăn Tết xong rồi gan nhờ. Con bài đó anh ta cứ nhá thôi, anh ta cứ nhá nhưng mà chưa được pick từ tại thời điểm mà ai cũng biết là thời điểm nào rồi. Còn Kalista sẽ là lựa chọn dành cho Gumayushi ở khu đường dưới. Mặc Faker căng như thế kia mà sao mà dám lock cũng đi lên rồi. Tất nhiên là sẽ có một cái thời điểm nào đó mà Renekton trở lại đường giữa thì chắc là Nidalee mới có đất diễn trở lại. Còn tại thời điểm này tôi nghĩ rằng Honor sẽ ưu tiên những lựa chọn đi rừng mang thiên hướng hỗ trợ đồng đội nhiều hơn như là Rell, như là Poppy hay là Nocturne. Còn lựa chọn thứ ba của T1 sau Kalista đó là Kersante khu đường trên Zeus. Một ván đấu mà anh ta sẽ blind pick một con tướng đường trên chống chịu. Rồi, Sante đã được chọn. Nhưng mà từ từ nha, con Sante này đã từng có thời gian Faker là one jump Sante đường giữa luôn đó. Cho nên là cái biến ảo đội hình của T1 vẫn còn rất nhiều để họ có thể triển khai tiếp ở trong giai đoạn sau. Còn DK, họ có thể sẽ chốt bộ đôi đường dưới của mình để bike. Ngon nha, wow, tuyệt vời. Mới nha. Như vậy là đột biến đến từ đường dưới của DK với việc chọn vào bike đi cặp với lại Varus. Pai ở khu vực đường dưới trong tay của Kaling, một hỗ trợ mang thiên hướng tấn công và đảo ganh rất mạnh lên khu vực cánh trên dành cho bên phía của D+ Gia. Điều này có lẽ yêu cầu rằng cánh trên của họ sẽ có những đường đơn đủ mạnh để có thể kết hợp cùng với Pai trong những tình huống di chuyển roaming của Kaling. Và cùng xem là ở tại phase 2 thì họ sẽ cấm nhắm tới khu vực rừng của Honor hay là cấm đường đơn của Faker đây. Những khu vực cánh trên như là rừng hay là đường trên thì đường giữa thì nó vẫn còn rất là nhiều những con bài mạnh trong meta hiện tại. Và quyết định của họ là cấm đi Rell của Honor. Như vậy là đã có hai vị tướng đi rừng nằm trong bộ tướng rừng hỗ trợ làm nền đã bị mất. Seoni thì Lucid đã lấy, Rell cũng đã bị lấy đi. Maokai thì hiện tại sẽ không phải là vị tướng đi rừng quá ưu tiên. Đây có thể là một tình huống Honor sẽ phải sử dụng những vị tướng khác, ví dụ như là Zavan, Lee Sin, Xin Zhao ở trong meta hiện tại trong vai trò đi rừng.
Còn phía bên kia thì T1 quyết định cấm nhắm tới Showmaker. Họ cấm đi con bài Thalia đường giữa, một con bài mang thiên hướng cũng là đảo ganh và di chuyển sang hai đường cánh đầy lẻ, cũng rất áp lực với mặt đất dậy sóng. Còn bên phía của Deep Plus Gear, cùng xem sao lượt cấm cuối cùng của họ có loại bỏ đi tiếp một con bài đi rừng mang thiên hướng làm nền của Honor, hay họ sẽ cấm một pháp sư nào đó đường giữa của Faker sau khi đã mất đi con bài Thalia này. Tôi không biết là cái sự chuẩn bị của DK nó có vô thế không, mà nãy giờ là Showmaker với lại Zephyr là cười hơi nhiều. Hở tí cười. Và Koki thì hồi nãy tôi đang tính nói là bên phía của T1 họ cấm Italia rồi, bây giờ Koki bị cấm rồi, phải chăng là bây giờ DK đang kêu là Faker chọn con Asia đi? Đang bết vào con Asia, nhưng mà phía T1 liệu rằng có đáp trả lời mời gọi đến từ phía Deep+K hay không, thì chúng ta cùng chờ xem là đường đơn đầu tiên Deep+K lộ ra sẽ là gì cái đã. Họ đang có vẻ như muốn lựa chọn Leblanc khu vực giữa trước như là một lựa chọn được tranh chấp, bởi vì dù sao thì Cosante cũng phần khả năng cao là đi khu đường trên rồi. Họ vẫn còn một chống chịu đường trên trong tay của Kingan, đó chính là con Erdian, nếu anh ta chấp nhận đánh làm nền chung với Lucid trong ván đấu này. Còn trước đó thì T1 đã quyết định cấm đi Twisted Fate của Showmaker rồi. Đang cân nhắc, đang suy nghĩ. Để Na thì để cho Showmaker được chọn cuối, rồi cho carry của mình, carry lớn nhất của mình chọn cuối, để biết chắc chắn xem là con Cosante này đi đường nào. Bên phía của DK đã chọn trước cho Kingan con Na đường trên. Giờ đây T1 sẽ phải lộ hết bài rừng của họ là gì và đường đơn còn lại của họ là gì. Nếu như Zerg có thể lựa chọn một đấu sĩ khác ở khu đường trên để đẩy Cosante ra mid thì đó sẽ có thể là một khó khăn dành cho Kingan, nhưng nó có thể là một lợi thế dành cho Showmaker với việc là anh ta được quyền chọn cuối. Còn lựa chọn đi rừng dành cho phía T1 lúc này, họ đang để lo có Poppy trong tay của Honor, một lựa chọn không quá là xa lạ đối với chúng ta khi mà đây là một con bài mà cũng có được áp lực tấn công ở cấp độ 3 rất là tốt. Họ cũng có được khả năng đi đường mạnh đến từ bộ đôi Kalista và Ashe tại khu đường dưới. Họ cũng có thể lấy một vị tứ đường giữa mà thường gây áp lực đây mạnh rồi. Đây. Faker chấp nhận lời mời gọi của Diplosca với lựa chọn Asia. Dù gì thì đây vẫn là người chơi Asia số 1 thế giới, và anh ta vẫn không cam tâm để cho con tướng tủ của mình phải chịu một cái tỷ lệ thắng đang ở đáy xã hội. So với cơ vẫn tiếp tục cười rất tươi. Ê rồi, múa tí nè. Akali này, kèo này thật đó là kèo có thể giải quyết được bằng kỹ năng. Được, Akali hoặc là Sylas, nhưng mà nhìn sang phía bên kia thì những cú chiêu cuối của phía T1 nó không quá ngon để sử dụng Sylas trong ván đấu này. Đúng rồi. Và tôi nghĩ rằng dùng Akali nó sẽ là hợp lý hơn. Một đội hình với những sát thủ như Akali cùng với Pai là một đội hình mà tôi đánh giá bên phía của Deplosk đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ càng, và họ chấp nhận đánh những lựa chọn đột biến ở trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là T1 thì thực ra đội hình của họ là một đội hình tôi nghĩ là cảm giác là cũng khá là dễ triển khai. Họ có pháp sư kiểm soát đường giữa, bộ đôi đường dưới đẩy đường mạnh, chống chịu làm nền ở khu vực cánh trên và rừng. Thì đây là đội hình đánh xoay quanh các mục tiêu và khả năng đi đường trong khoảng thời gian ban đầu. Trong khi đó đội hình của Deplosk thì yêu cầu rất nhiều, đây gần như là đội hình mà có thể nói là xử lý kỹ năng để có thể thắng ván đấu. Nếu như đường dưới của họ và đường giữa của họ làm tốt thì cái khả năng bùng nổ sức mạnh của cái bộ ba này là rất cao. Vâng, đúng là như vậy. Tôi đánh giá đội hình bên phía của Deplosk là một đội hình có khả năng đánh ở dạng giữa trận rất mạnh, với những con tướng có khả năng đầy lẻ khỏe như là Akali cùng với Na, và những chất tướng đường đơn của họ đều là những chất tướng được lựa chọn sau so với hai đường đơn bên phía của T1. Thì đó có thể là những lợi thế trong việc đẩy lẻ lẫn cả đi đường ở trong khoảng thời gian ban đầu. Khi mà những cái kèo đấu tay ngắn đánh với tay dài đường giữa thì cho thấy là Asia bây giờ không phải là một vị tướng áp lực đầu trận quá tốt, dẫn tới việc là những vị tướng tay gần khu đường giữa vẫn có khả năng đương cự lại kèo 1-1 với Asia một cách ổn thỏa để chờ ngưỡng sức mạnh ở thời điểm cấp độ 6. Còn với phía T1 thì đội hình của họ là đội hình cũng khá là chuẩn trong meta hiện tại rồi. Top rừng làm nền, cánh dưới là cánh carry. Ván thi đấu đầu tiên giữa T1 và DK sau khi LCK 2024 trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã chính thức bắt đầu với T1 đội 1 và DK đội 2. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn khán giả dành cho các kênh phát sóng chính thức của LCK tiếng Việt bằng cách là hãy để lại những like, sub và follow cho những kênh phát sóng chính thức mà các bạn đang theo dõi. Còn thời gian ban đầu này thì DK đang có một pha di chuyển cấp 1 với bike của Kellen kích hoạt máy quét, không phát hiện ra ai cả. T1 biết độ nguy hiểm của đối phương cho nên họ đang đứng phòng ngự, và họ chỉ muốn cắm một chút xíu tầm nhìn sâu vào khu vực bộ đỏ của đối phương mà thôi. Một con mắt cắm tại bãi chim kỳ biến dị của Deplosk, đó là con mắt mà Faker cắm ra để lấy thông tin vòng rừng đầu tiên của Lucid. Và ở cấp độ 1 thì cho thấy là ở đường dưới có tới 4 cái mưa kiếm,
tới từ Gumayushi Carrier cùng với Kaling và Aiming. Và hướng khởi đầu tới từ Carrier cũng là một hướng khởi đầu rất là thú vị khi anh ta quyết định khởi đầu bằng kiếm Doran để gia tăng thêm sức ép đi đường dành cho Ash. Sau đó thì lần về nhà đầu tiên anh ta sẽ hướng tới cái bản đồ thế giới sau. Đây là một hướng khởi đầu hiện tại cũng đang khá là thịnh hành ở tại khu đường dưới. Nó giúp cho sức ép đi đường với những cái trang bị Doran sẽ là cực kỳ lớn. Con bài này là thực ra nó cũng bình thường thôi, đây là con dao hai lưỡi thật sự ở khu vực đường dưới. Tại vì nếu như mà bạn không xử lý tốt ở trong những cấp độ đầu thì tới khoảng từ cấp 3 trở đi là bạn sẽ không được nhìn mặt lính luôn. Yêu cầu rất lớn về mặt kỹ năng và cả khả năng phối hợp với nhau giữa Kaling và Min trong khoảng thời gian đầu này. Bởi vì tầm hoạt động của Varus thì xa, nhưng mà Bay thì tay ngắn, tay của Ash rất dài, Kira bắn rất rác và liên tục là những phát đạn khiến Kaling phải lui. Ba đòn mưa kiếm liên tục và Kaling đang phải phục hồi lại cái lượng máu của mình nhờ nội tại của Bay. Và sau đó thì bộ đội đường dưới phía T1 đang là bộ đội có được khả năng kiểm soát lính tốt hơn. Họ chắc chắn sẽ có cơ độ 2 sớm hơn so với những gì mà Aiming và Kaling có. Cùng với cái vòng rừng mà Poppy có nữa ăn từ bãi chim, chắc chắn anh ta sẽ chạy sang phần rừng bùa xanh của Diplokia mà thôi. Đây là một cái bài căn bản nếu như bạn có một cái bộ đôi đường dưới tích lính và đẩy đường được trong khoảng thời gian ban đầu. Cái vòng rừng này thì Lucid đã chuẩn bị trước cho việc có mặt ở khu vực đường dưới để phòng ngự, bởi vì anh ta biết rằng chắc chắn sẽ có một pha tấn công đến từ bên phía của T1. Thì đây là lúc mà Kaling chuẩn bị phải lui về để cắm mắt ở cái bụi cỏ sau lưng của mình. Nhưng anh ta cầm máy quét ở thời gian ban đầu cho nên anh ta sẽ không có mắt, bắt buộc phải dùng thân mình đứng gần ra phía rừng để lấy thông tin và bắt buộc phải gọi Lucid di chuyển xuống. Đây là một tình huống mà Lucid sẽ cần phải xử lý cái vòng rừng của mình như thế nào đây khi mà anh ta đang bị xâm lăng bởi các thành viên phía của T1. Một cái ưng tiễn vừa rồi bắn ra tới từ Carrier cấp độ 2, nhưng cái ưng tiễn vừa rồi chưa phát hiện ra vị trí đứng đến từ Lucid. Và Honor cũng rất khéo khi kéo con bùa xanh ra phía sau cái bức tường này, tranh chấp trừng phạt 50-50. Để xem, bùa xanh đã hết kiên nhẫn, hồi máu lại, Lucid vẫn sẽ đứng nhìn ở khu vực này. Còn đường dưới thì bộ đôi của T1 đang đẩy cao, lại làm choáng thành công trong rừng. Honor rất tự tin với kèo Seoni và Bobby này. Anh ta đã làm nó rất nhiều lần và luôn luôn có được thành công để lui được Lucid ra khỏi khu vực bùa xanh. Bộ đôi đường dưới của ta đã di chuyển vào, bùa xanh của DK đã mất. Kaling có định áp sát và cú móc của anh ta nó không đủ tầm rồi. Trước đó thì Faker đã chấp nhận bấm B về sớm nha. Mặc dù là một kèo đấu tay dài đánh với tay ngắn, nhưng mà Showmaker thể hiện khả năng kiểm soát kèo rất là tốt và anh ta khiến cho Faker ở trạng thái máu rất yếu. Faker về nhà dịch chuyển trở lại với một cái mắt kiểm soát và một thanh dao găm. Nhưng cú dịch chuyển đó là cú dịch chuyển đủ để giúp cho Honor vẫn kịp thời gian ít nhất là cướp con bùa xanh, sau đó tiếp tục nán lại khu cánh dưới kiểm soát cua trước khi áp lực xuống đường dưới đối phương. Và Lucid lại tiếp tục đi qua tầm nhìn của Honor trong tình huống này. DK biết rằng T1 sẽ làm gì với bộ đôi đường dưới Ash và Kalista này, nhưng cho tới thời điểm hiện tại tất cả những gì họ làm chỉ đang là hạn chế những thiệt hại mà họ phải chịu mà thôi. Honor tiếp tục đe dọa vào khu vực rừng của đối phương, nhưng lần này cú làm choáng đã không thành công. Lucid đã kịp ăn ngon cóc của mình và lui về. Đường giữa thì Akali trong tay của Showmaker cũng đã về nhà, nhưng anh ta ít nhất là tiết kiệm được cú dịch chuyển. Trở lại khu đường giữa thì khả năng đi kèo với Azir có lẽ cũng không phải là một vấn đề khó khăn dành cho Showmaker. Nhưng khả năng tác động tới cánh dưới của Showmaker để hạn chế những áp lực của Honor cùng với bộ đội đường dưới của T1 vẫn là chưa thể. Còn cánh trên thì kẻ đấu có lợi thế về mặt chất tướng đang giúp cho Kingan là người đẩy đường liên tục, và anh ta chuẩn bị có khiên trụ đầu tiên khu đường trên. Đây có lẽ là điểm sáng duy nhất mà bên phía của ông. Có thể thôi, hai đường đơn đang là những cái điểm sáng mà DK đang có thể tận dụng được sau giai đoạn cấm chọn, với việc là họ có những kèo chọn sau. Thì ít nhất là hai đường đơn vẫn đang cố gắng để hạn chế cái khoảng cách mà DK đang phải chịu, bởi vì chắc chắn bộ đôi đường dưới của họ thời điểm hiện tại khó lắm rồi. Kaling đang có ý định all in, nhưng lúc này thì được lính tràn trụ và bộ đôi đường dưới của T1 sẽ lui về. Họ đã có được lớp khiên trụ đầu tiên cùng với một cách biệt về mặt chỉ số farm cũng rất ấn tượng dành cho Gumayushi, và đây sẽ là lần về nhà giúp cho bộ đôi đường dưới phía T1 sẽ có được một cái bản đồ thế giới. Nhưng mà Kaling quá mạo hiểm với một nỗ lực đứng lại để cản cú bấm B về của Gumayushi và Carrier, thì anh ta đã mất đi tốc biến cùng với lượng máu là tương đối đáng kể. Trong khoảng thời gian này thì ở đường trên tiếp tục là Kingan với những tình huống cẩu máu liên tục và khiến Z đã phải bấm B về, chuẩn bị phải dịch chuyển lên để tránh việc bị mất tài nguyên ở khu vực cánh trên. Anh ta đã về tới nhà. Dịch chuyển luôn không? Bắt buộc phải dịch chuyển. Sau hư không thì lúc này Lucid vừa mất khá là nhiều thời gian tại khu vực cánh dưới bản đồ để hỗ trợ cho Aiming cùng với Kaling. Thế nên anh ta lên khu cánh trên hơi trễ. Ít nhất là anh ta vẫn có được áp lực ở tại con sâu hư không này kịp, nhưng mà những mục tiêu tại cánh trên như là con cua đầu tiên tại khu cánh trên cùng với bãi chim quỷ thứ hai của Lucid thì đã bị Honor kiểm soát hết rồi, và qua đó đang tạo nên một cách biệt tương đối ở trong khu vực rừng về mặt chỉ số farm. Và hiện tại thì đang có những pha di chuyển lên khu vực cánh trên đến từ cả hai hỗ trợ để cạnh tranh những con sâu hư không đầu tiên, và đội hình của DK đã phải di chuyển chung với nhau lên khu vực cánh trên để giúp cho Lucid có được sự an toàn trong việc cố gắng tìm kiếm lượng kinh nghiệm bị thua kém trong khoảng thời gian vừa qua. Một cái điều rất quan trọng ở thời điểm gặp từ cấp 6 giữa Sioni và Bobby thì anh ta đang thuận đường để tiến vào khu vực sâu, nhưng mà vấn đề đang ăn trên tầm nhìn của T1 và đội hình của T1 không để cho ta ăn dễ dàng đến như vậy. Nhưng Lucid đã kịp ăn con sâu đầu tiên, có điểm kinh nghiệm và chạy.
Vâng, con sâu đầu tiên thì nó bao giờ cũng sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, và hai con sâu phía sau thì ăn nó sẽ khá là tốn thời gian do nó có những lớp khiên ảo. Quyết định đến từ cả hai người chơi rừng đều là di chuyển xuống cánh dưới bản đồ để đặt nặng áp lực của họ xuống con rồng nguyên tố đầu tiên, thay vì cạnh tranh hai con sâu nó tương đối tốn thời gian. Và cùng xem là việc cả hai người chơi rừng cùng kéo xuống cánh dưới bản đồ thì việc đi đường đến từ bộ đồ đường dưới phía Thiên Hoan liệu rằng có tiếp tục mang lại cho họ thêm những lớp khiên trụ hay không. Còn ở đường trên thì kẻ đầu đã đến cấp độ 6 trở đi thì Cosante sẽ có những cái áp lực solo kill ngược trở lại nếu như na của Kingen ở na tí nị. Đây, liên tục là những tình huống Zed đang đẩy lên để tìm cách tiếp cận xem có hất được về hay không. Nhưng Kingen giữ vị trí rất tốt, Faker lao lên. Nhưng Showmaker đã kích hoạt W của mình tốt và không để bị đối phương đẩy về. Thậm chí ta quay người lại tấn công vào Faker, 1 máu Faker không còn Showmaker đi. Nó là một tình huống mà T1 chấp nhận lời mời gọi pick Azir của Diplurkia. Và vừa rồi thì Showmaker cũng chấp nhận lời mời gọi của Faker là anh ta cắt thẳng cái R2 vào trước mặt một con Poppy còn không thể lay chuyển. Và khi sát chiêu nào lần 2 được sử dụng trước mặt một Poppy bật không thể lay chuyển một cách hợp lý thì Showmaker đã bị outplay hoàn toàn. Nhưng đó cũng là một tình huống mà tí nữa thì Showmaker đã có một pha solo thành công với đúng 1 máu còn lại của Faker. Tôi biết là pha đó có bấm bình kịp thời đến từ Faker hay không, mà cái sự lượng máu còn lại của anh ta chắc chắn là dưới 100 luôn đó. 1 máu tới từ Faker khi anh ta nhận cái lượng sát thương không hề nhỏ tới từ Showmaker. Anh ta là người chủ động lao lên vì biết rằng đang có Honor ở đây. Và Showmaker tôi tưởng là anh ta sẽ hài lòng với việc lấy được lượng máu của Faker. Anh ta vẫn có được lượng sát thương tới từ cú sát chiêu nào lần 2. Nhưng Faker bấm bình kịp với 1 máu và anh ta bết thành công cái mạng của Showmaker với chiến công đầu dành cho Honor. Anh ta bấm bình đúng vào thời điểm mà kích đam của sát chiêu hoàn hảo đó, và khiến cho Showmaker cắn môi. Chiến công này sẽ rất quan trọng dành cho bên phía của T1, bởi vì nó sẽ giúp cho kèo đấu đường giữa này của Faker nó không bị tuột khỏi tầm tay nha. Tại vì nếu như Akali có được cái chiến công đầu đó thì chắc chắn cái kèo này lúc sau sẽ rất khó dành cho Azir. Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn rất nhiều rồi. Và đối với như vậy, thậm chí nó có thể kéo tới cái tình trạng là bị solo kill liên tục ở khu vực đi đường lẫn cả khu vực đi đường cánh ở khoảng giai đoạn giữa trận. Nhưng tình huống đó khiến cho Showmaker không những không có mạng mà lại còn mất mạng ngược trở lại vào các thành viên bên phía của T1 nữa. Cũng may khi là mạng đó rơi vào tay của Honor. Honor đã có được mạng chiến công đầu và anh ta tiếp tục thể hiện khả năng di chuyển xuống khu cánh dưới bản đồ để gây áp lực vào phần rừng bùa xanh của Diplurkia. Khi anh ta biết rằng lúc này đường dưới của anh ta vẫn đang là những người có được ưu thế đẩy đường tốt hơn và đang có những pha di chuyển tới Emming lần này, thì anh ta đã có cấp độ 6 khả năng hỗ trợ dành cho Lucid sẽ là tốt hơn. Nhưng bô la băng thì nó chỉ đổi tốc biến của Honor chứ không có hiệu khống chế. Ít nhất đó là một tình huống mà Lucid đã có một pha xử lý bình tĩnh và anh ta đã để cho Honor hết tốc độ di chuyển gia tăng, sau đó canh một thời điểm ném bô la tốt để có thể lấy tài nguyên của đối phương. Tuy nhiên cũng có cái giá phải trả khi bộ đôi đường dưới của DK di chuyển ra khu vực rừng để hỗ trợ cho Lucid, thì đường dưới tiếp tục là một lớp giáp trụ nữa dành cho Gumayusi và Keria. Lúc này đã là hơn hai lớp giáp trụ rồi. Đường giữa Showmaker có định tấn công tiếp, sát chiêu hoàn hảo vẫn đang còn, nhưng Faker đang sẵn sàng cho một pha outplay, không dám kích E2 rồi. Đó là một quyết định an toàn tới từ Showmaker khi trước đó anh ta đã không thành công với quyết định Odin của mình. Và việc mất đi chiêu cuối tới từ Showmaker đồng nghĩa với việc là họ sẽ giao tranh tại con rồng nguyên tố này với trạng thái là không có hai cú chiêu cuối tới từ mid rừng. Điều đó là điều tương đối khó khăn, nhưng họ vẫn muốn thử. Họ vẫn muốn đánh Lucid. Hơi mạo hiểm bắt vừa tốc biến bỏ chạy. Anh ta một mình đánh hạt không nổ vào đó. Anh ta có biết là nguyên đội hình đối phương đang ở đó không ta? Tất nhiên là biết, bởi vì đường dưới đang mất dạng và cũng chẳng có bất kỳ lượng tầm nhìn nào của Diplurkia tại sông cả. Một quyết định đánh hạt không nổ xuống là một quyết định rất liều lĩnh tới từ Lucid. Tôi nghĩ là may mắn khi anh ta không phải lấy bảng điểm số chung với con rồng nguyên tố vừa rồi, khi bộ kỹ năng với phía Thiên Hoan còn là tương đối nhiều nha. Kéo lên và phối hợp không thành công với bộ đôi của DK và Faker tốc biến đi. Sau đó Honor lại tiếp tục có mặt, nhưng Faker đã bị thiêu đốt hạ gục. Còn Keo Linh đang kiếm đường chạy về. Honor vẫn đi sát kế bên, sử dụng luôn máy quét để có thể phát hiện ra Keo Linh. Một búa nữa thôi, Honor cần lấy lại cái nội tại, nhưng Keo Linh lướt đi. Honor gia tăng tốc độ di chuyển của mình nhưng sẽ không bắt kịp. Nhưng lúc này đường dưới thì đang cần sự hỗ trợ tới từ Lucid để giúp cho Emming giữ lại cái trụ này lâu hơn, vì nó cũng chỉ còn lại hai lớp khiên trụ mà thôi. Và bộ đội đường dưới phía T1 thì vẫn còn tương đối đầy đủ về mặt phép hỗ trợ, và Lucid không có tốc biến, không có chiêu cuối. Chiêu cuối trượt tới cho Emming. Đó không phải là do đối phương né hay mà là do Emming trượt và Emming chết luôn. Chết chay luôn, còn nguyên hai spell. Rồi cái này là vấn đề kỹ năng rồi. Rất nhiều những ván đấu đã diễn ra với những sai lầm cá nhân của Diplurkia, và ngày hôm nay thì những sai lầm cá nhân tiếp tục khiến cho Diplurkia gặp những khó khăn khi đối đầu cùng với T1. Quá khó. Đánh với T1 thì ít nhất nếu như bạn cân về kỹ năng thì bạn còn có cơ hội một tí, chứ bây giờ mà thua xử lý kỹ năng hụt và để nằm xuống liên tục như thế này thì chịu rồi. Và khoảng cách chênh lệch ở khu đường dưới nó lên tới 30 chỉ số lính cùng với 4 khiên trụ dành cho Gumayusi cùng với Keria. Phối hợp với nhau. Nhưng rất vô hiệu hóa lượng CC tối đối phương rất tốt. Rất đáng tiếc là Kelling cũng chỉ ở cấp độ 5 và anh ta cũng chưa có chiêu cuối để dứt điểm với những tình huống từ thời đáy sâu để hack tiền giúp cho phía Diplurkia gỡ lại những cái mạng họ đang rất cần tiền tại thời điểm này, vì cách biệt về tiền đã lên tới con số 2.000 tiền rồi.
liên tục là những pha di chuyển của Kaelin, nhưng tính hiệu quả của nó chưa phải là quá cao. Nhưng ít nhất trong pha di chuyển này thì anh ta sẽ mở đường cho Showmaker và Lucid tiến vào khu vực bùa xanh của T1 để có thể cướp lấy nó. Ít nhất là một bước tiến nhỏ nhỏ cho NDK trong việc cố gắng hạn chế lợi thế mà T1 đang có. Và những cái mà của cũng may là khi các chủ lực của phía T1 chưa có nhiều mạng, mạng rơi vào tay của Honor cùng với Carrier, và pha này Carrier còn hai phép bổ trợ nha. Suy nghĩ nhiều quá, DK đang suy nghĩ quá nhiều thứ, họ tung kia đang định hướng toàn hụt, họ bị đẩy về và liên tục là những phát đạn đến từ Carrier. Lucid sẽ phải nằm xuống sao vẫn chưa. Carrier cố gắng bắn rướng cũng chưa có điểm hạ gục của Faker thì đã nằm xuống trước trụ bắn keo lên. Carrier có điểm hạ gục né phi tiêu của đối phương. Ôi, DK đang đánh rất vui nha, keo lên vẫn cười. Tức là tâm lý của họ ngày hôm nay là một tâm lý thi đấu cũng khá là thoải mái. Hiểu rồi. YOLO. Chứ không phải là một tâm lý thi đấu quá là try hard. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này thì Faker đã có một pha lách rất là tốt, phân chia thiên hạ đẩy được Showmaker về. Đại băng tiễn từ xa giúp cho Honor có mạng của Showmaker, nhưng thiêu đốt giúp cho Kaelin có mạng và anh ta vẫn rút lui được. Còn pha sau thì lại một pha khác, một pha mà ban đầu thì Lucid tính hack não cái tốc biến được Carrier. Tôi nghĩ là như vậy, cái bola la băng của anh ta nó đúng đi rồi vào giữa hai người. Suy nghĩ nhiều quá. Và sau đó thì đứng dưới cũng sai lầm cá nhân tới tệ mình nữa. Mà sau đó anh ta nằm xuống mà còn nguyên phép bổ trợ nha. Tôi nghĩ rằng DK đã xác định trước, giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao từ cấm chọn là cười phớ lớ liên tục rồi. Như đánh răng luôn. DK đang đánh trận này như một trận xếp hạng luôn. Đây, một pha bola băng đến từ Lucid, nó đi vào khoảng không và sau đó thì Faker đẩy được cú phân chia thiên hạ, nhưng mà con Seju này thì quá trâu đi. Nó có được dư chấn, nó chống chịu đủ tốt và thậm chí máu hồi lại ở tình huống lên cấp độ 8 của Lucid giúp cho anh ta sống sót. Cái tán xạ tiễn của Carrier cũng trượt trong tình huống vừa rồi, lại có đánh nhau và Kaelin lại cười tiếp. Kéo lên thì cười được, nhưng mà tôi không chắc rằng fan DK cười được nữa nha. So với cơ mặt bắt đầu bớt vui rồi đó. Kéo lên giỡn hơi quá rồi đó. Tí nữa thêm con cờ sân tê 4.700 máu nữa là so với cờ cũng chuyển thành nụ cười, nó có phần hơi gượng gạo rồi. Tôi nghĩ là đây sẽ là một ván đấu khó khăn khi mà lợi thế hiện tại đánh rất đúng điều kiện thắng của T1 đang có một chênh lệch trước phút thứ 15 là con số khoảng chừng 2.000 tiền hơn, gần 3.000. Tôi nghĩ rằng thực sự là như đã nói nãy giờ thì cái vấn đề này, rõ ràng nó là vấn đề kỹ năng, khi mà các kỹ năng định hướng và cái xử lý tình huống của NPDK nó không tốt. Đơn giản là những pha ví dụ như là cứ đâm thấu xương hụt, rồi xích hụt, bô la băng hụt, thì làm sao bạn có thể có được lợi thế. Và kết quả của ván đấu tới thời điểm hiện tại đang thể hiện rất rõ những gì mà hai đội đang thể hiện, đang đánh. Với chênh lệch bây giờ là khoảng chừng gần 3.000 dành cho bên phía của T1 rồi. Pha đứng cam tới từ Lucid với một cái bô la băng hàn sẵn sàng và bot của T1 không có bất kỳ một cái thanh tẩy nào nha. Hack tiền tới từ chiều cuối của Kaelin, nhưng mà bot của T1 tự đợi nhiên người giật về một nhịp ạ. Họ phải đợi Kaelin di chuyển về, tại vì nếu như chỉ là hai người là Amin với lại Lucid thì không đủ sát thương dứt điểm, hết cái CC, lượng CC là đối phương chạy luôn. Và Honor lại một lần nữa xuất hiện ở một điểm nóng, đó chính là tại cánh dưới bản đồ, nơi mà con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu sắp xuất hiện rồi. Lucid hiện tại vẫn chưa bị lộ vị trí, nhưng đại băng tiễn đã trúng và Kaelin lại có thể gặp nguy hiểm. Lại cười rồi. Hết cười rồi. Kaelin đánh một ván đấu không thể yêu thương được. Tôi nghĩ là việc pick những lựa chọn như Akali hay là Pai thì cái tâm lý thi đấu thoải mái cũng có thể giúp cho họ xử lý con tướng nó bay bổng hơn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đây là một lựa chọn không hiệu quả. Vẫn thua đường với bộ đôi Kalista và Ash. Không có được sự hiệu quả với những tình huống Ramming lên cánh trên, nằm xuống liên tục tới 3 lần như thế này thì rõ ràng đang không phải là tín hiệu vui cho bên phía D+ kìa. Tới thời điểm hiện tại với những gì mà Kaelin đang đánh, bộ đường dưới của bên phía DK đang đánh thì chắc là ván 2 làm lại thôi, chứ giờ là còn gì còn tí cơ hội nào nữa. Những pha đảo đường Kaelin chỉ đem lại một kết quả duy nhất là mạng trên siêu hành mà thôi. Và trước đó thì là những mạng rơi vào tay của Carrier và cả Honor nữa. Đây là bộ đôi hiện tại đang được đánh giá là xanh nhất của phía T1 khi mà họ liên tục có những cái mạng hạ gục. Mất lướt. Đây, một tình huống mà Kaelin bị mất đi cú lướt của mình, dính cái đại băng tiễn, không có tốc biến, bị dồn sát thương và lên bảng đếm số. Nhưng lần này là Gumayushi ăn mạng nha, không còn là Honor hay là Carrier nữa. 6-2 là khoảng cách về điểm hạ gục. Thế trận thì chắc chắn là nó chênh lệch hơn con số 4 mạng hạ gục đó rất là nhiều. Giờ đây thì DK đang muốn tổ chức một pha kiểm soát sứ giả. Pha này thì đang thứ mà họ cần bây giờ là bằng một cách nào đó phải có được những điểm hạ gục đến từ tử thần đáy sâu để có thể chia tiền cho nhau, rồi giúp cho toàn đội cố gắng hạn chế bớt cái khoảng cách. Nhưng mà Amin, anh ta vẫn dính đại băng tiện, một cú đại băng tiện rất khó chịu của Carrier. Và sau đó thì Kaelin cũng đang có hết thể gặp rồi nguy hiểm. Hết lương rồi. Không. Con Ash support này khỏe nha, nó đã có huyết trảo cùng với một cái kiếm âm u, lượng sát thương đến từ Carrier là không thể coi thường, và chưa kể là Gumayushi cũng đang là người được thừa hưởng những cái mạng hạ gục gần đây.
Mà Gumayusi đi đường thì anh ta cũng có được rất nhiều tiền từ trụ và chỉ số farm nữa. Nên là hiện tại tôi thấy Gumayusi đang có dấu hiệu muốn lên thêm trang bị sát lực dành cho một Kalista. Ở món trang bị đầu tiên thì nó vẫn là gươm si vong cùng với giày cùng nộ cho cái giày 2 của Kalista. Nhưng tôi thấy có một cái dao hung tàn để đó và có thể sẽ là những tình huống... con Kalista này lên mắc quy. Đây, anh ta đã mắc quy rồi. Và lên thêm sát lực nữa, những tình huống phóng quy của anh ta sẽ là cực kỳ thốn. Kiều Linh toàn những cái tình huống đâm thấu xương đi toàn vào mắt thôi chứ xương đâu mà không thấy. Và vừa rồi cũng là tình huống xử lý rất bình tĩnh đến từ Gumayusi Carrier nha. Người che bola băng là Carrier vì anh ta có một cái chiêu cuối của Kalista để rút lui. Còn Gumayusi thì ván này anh ta không mang theo thanh tẩy, anh ta mang theo hồi máu để đi đường. Và qua đó thì anh ta đi đường rất là thành công với những cách biệt so với em mình phía bên kia, nhưng lại không gặp nguy hiểm bởi những pha bola của Lucic. Như vậy là mặc dù cái KDA của con AZ này nhìn nó cũng tệ mà cải thiện được win rate. Baker giờ đang vuốt vuốt ở đường giữa là cải thiện được win rate của AZ rồi. Ngày hôm qua thì cũng có một trận thắng của AZ, nhưng đó không phải là con AZ gánh team, nó là một trận thắng y chang. AZ bây giờ đúng hoàng đế Surima rồi, hoàng đế là chỉ ngồi trên ngai vuốt râu thôi. Còn nhiều để bot với top mid rừng, top rừng làm hết thôi. Tầm này thì đang là cặp bot và rừng làm hết với T1. Rớt cũng đi đường rất chill với Kingen ở khu vực đứng trên khi mà anh ta cầm cờ sơ tê và farm cũng thu thiệt một chút xíu so với Kingen. Còn ở khu vực đứng dưới thì bộ đôi đứng dưới của T1 cùng với rừng là Honor đang có những cái tác động rất tích cực tới ván đấu này và họ đang tạo ra những cách biệt tương đối khủng khiếp. Hôm qua là đồng nghiệp của chúng ta bầu BOG cho con Asia luôn á Tùng. Ừ. Bán đó luôn á. Bán này chắc cũng vậy ha. Ngồi điều binh khiển tướng win. Búp aura với cả búp sĩ khí thôi. Đây trên người của Asia có Faker đang có aura kìa. Đấy, aura to chưa? Hiện tại thì anh ta vừa mang lại thêm một trụ nữa dành cho phía T1 và hoàn thiện được hai trụ ngoài trước phút 20, mang lại một lượng kinh tế cách biệt là con số 5.000 tiền, gần 5.000 tiền dành cho phía của T1. Còn D+ Gia thì lúc này họ đang khó khăn trong việc tìm kiếm những pha di chuyển của Lucid để tấn công với Bola Băng Hàn. Đây rồi. Thấy chưa rồi, ta? Vào vị trí rồi nhưng mà phải có thêm người tiếp cận, phải có thêm người tiếp cận. Lộ rồi. Lucid sẽ cần phải trừng phạt đi cái dây chuyền ở trên người Faker trước khi anh ta đưa ra Bola Băng và tỉnh, Faker vẫn còn tốc biến nữa nha. Đang tỉnh, Faker vẫn đang rất tỉnh, chưa phá được cái lớp giáp đó. Đây. Vô là trước trừng phạt sau thế thì không đủ tầm, anh ta biết là tới gần thì sẽ bị đẩy ra rồi. Đơn giản Faker tốc biến và rút lui và tạo ra một khoảng trống rất là lớn tại cánh dưới cho bên phía của T1. Những pha này thì phía T1 đang có một tình huống mà Zerg có thể bị bắt lẻ nha. Varus của mình bắt đầu di chuyển đột biến băng trụ khu đường trên. Hộ giá Kera đang đứng ngay phía sau để cố gắng hộ giá. Faker vẫn đang bị đánh đập liên tục một lần nữa, anh ta nằm xuống những cái giá phải trả. Kera chết đi, double kill dành cho Kera. Còn đường dưới Zerg đang quyết định bắt lẻ, bắt chặn hai thành viên của DK. Chạy thôi, Ami chạy thôi, nó gần 4.700 máu rồi. Chạy đi, chạy đi, đừng vào. Tại sao mày? Tại sao? Rất yếu rồi, rất có thể gặp nguy hiểm. Kingen đã có mạng. Đó là một tình huống đâm vào trong trụ đến từ Zerg khi mà anh ta cũng chỉ còn một chấm máu mà thôi. Và Kingen đã chớp được thời cơ để giúp cho Kaling phần nào đó bớt áy náy sau tình huống nằm xuống vừa rồi. Chắc là mình thì đúng hơn. Sao tại sao biết bao nhiêu pha rồi mà mọi người cứ đi bắt lẻ ông Gersante hoài vậy? Em mình lại một lần nữa nằm xuống, nhưng lần này ít nhất là anh ta có được một mạng cho Kingen, chứ không đến mức mà là chết chay giống như tình huống trước đó nữa. Nhưng rõ ràng là bên phía của D+ Gia đang đánh một ván đấu mà tôi cảm giác là họ cũng hơi thoải mái quá rồi. Đúng rồi, họ đang có những pha di chuyển đánh mà chúng ta hay gọi là vui là đánh điên đánh khủng. Thì với một đội đang có phong độ cực kỳ cao và trong ván đấu này thì T1 không đánh điên đánh khủng chung với lại DK. T1 đang đánh rất là tập trung. Nhìn biểu cảm của Faker và đồng đội trước ván đấu này thì rõ ràng là họ bước vào ván đấu này với mục tiêu là giải quyết gọn gàng, nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Pha này thì bao nhiêu lần rồi, wow. Dặn biết bao nhiêu lần mà chính đường giữa của họ dặn biết bao nhiêu lần rồi. Mà tại sao Kingen với lại Amin vẫn làm cái này? Mình lại chiêu cuối trượt nữa. Đó là một pha rớt cũng lách rất khéo cú chiêu cuối tới từ đối phương và sau đó quay người trở lại bế mình đi luôn. Vừa rồi là một cú hút đến từ sứ giả vào trong một đường giữa, sau đó thì họ lái thêm một cú lên khu đường trên. Cú tông thẳng vào tường nhưng mà sứ giả vẫn sẽ thực hiện được thêm một cú hút nữa nếu như nó không bị triệt tiêu bởi bên phía của D+ Gia. Nó sẽ hút được. Đúng là đợt lính này thì nó vẫn còn tương đối. Showmaker cùng với Kaling đang di chuyển lên trụ bắn và sứ giả sẽ đi bộ và nó chết luôn rồi. Nó không hút được. Nó bị Faker lủi đầu vào tường. Rồi.
đi ra đánh tay vào chỗ một cái. Baron mới ra được tầm 1 phút là bên phía team bắt đầu áp lực rồi. Thậm chí là họ ăn mà không cần đến xạ thủ ạ. Gumayoshi và Ken đang ở phía trên Baron trong tình huống này. Búa đá băng đã hụt phía bên này. Kingen đang solo với lại Honor. Búa đã tung ra và Kingen là người bị đẩy về. T1 cũng giải tán khỏi khu vực Baron. Rồi như vậy là chưa có Baron trong phía T1 khi mà Dipruskia cũng đã có một pha tập trung đội hình của mình khá nhanh và tạo ra những áp lực khiến T1 chưa thể có được Baron trong tình huống vừa rồi, nhưng họ có thể làm lại. Faker đã có được đánh Nasho cùng với dây chuyền chữ thập và lượng sát thương theo thời gian đến từ Gumayoshi và Faker có lẽ sẽ là đủ nha. Và đây là một tình huống đại bằng tiễn trúng. Faker tới đưa keo lên về rất nhẹ nhàng, phối hợp như đấu tập luôn. Bây giờ thì liệu Lucid có làm được điều bất ngờ trước một trong những người đi rừng đang có phong độ trừng phạt tốt nhất hay không? Và anh ta thậm chí còn không vào được hang Baron bởi vì Keria đẩy anh ta ra xa khỏi khu vực hang Baron. Phía bên này thì Zed đang ngăn chặn ba thành viên của DK. Anh ta lại tiếp tục lao lên, anh ta lướt về né khỏi sợi xích. Solo kill. Anh vẫn chưa có một pha xích thành công. Còn đội hình của DK phía bên này cũng bị bắt lại. Và Sante của Zed đã chuyển dạng sau mấy cơ quyết định lao vào để tìm kiếm điểm hạ gục. Và anh ta vẫn chưa tìm được nó. Cắt qua tường thì bị cơ Sante đập. Còn gì đau đớn hơn, còn gì đau đớn hơn khi mà cả rừng, cả xạ thủ Dipruskia cũng đều bị Keria solo kill trong tình huống này. Lucid bị Keria áp lực và anh ta không thể tiếp cận được Baron, thậm chí anh ta bị solo kill ở tại khu vực bãi người đá. Và sau đó thì Aiming, xạ thủ chính của Dipruskia bị hỗ trợ của Thiên solo kill tại khu vực giữa. Còn Showmaker thì thật là đáng tiếc khi anh ta quyết định cắt sát chiều hoàn hảo sang hai vị trí yếu máu của Thiên thì gặp ngay cú mở đường của Zed và anh ta nằm xuống đúng với tay của con cờ sân tê này. Khoảng cách của hai đội trong ván đấu đầu tiên là quá lớn và nó chỉ đơn giản là khoảng cách về kỹ năng mà thôi, chứ cũng không cần phải nói nhiều về mặt macro hay chiến thuật gì cả. Đội hình của DK là một đội hình phải xử lý kỹ năng được, nhưng họ đã thất bại ngay trong khâu đầu tiên đó thì không cần phải xét tới vấn đề chiến thuật làm gì. Đây, Keo Linh đánh. May là pha này Honor kick đúp hơi chậm tay, chứ nếu mà kick đúp đủ nhanh thì tôi nghĩ là Keo Linh có thể sẽ bị con Poppy này solo kill ngay lập tức với tình huống không thể lay chuyển. Còn đây là một pha mà Kelling bị dính đại băng tiễn, bị phân chia thiên hạ đẩy về và Gumayoshi là người hứng nước cái mạng vừa rồi. Lucid thì yếu máu quá khi anh ta bị tấn công bởi Keria, thậm chí là anh ta farm bãi người đá cũng không xong nữa. Đó là một pha mà tôi tưởng là anh ta sẽ về được, nhưng mà chạy vòng vòng một hồi thì anh ta lại bị Keria hạ gục. Quá bất lực rồi. Đây là một ván đấu mà thực ra là không chỉ là bộ đôi đường dưới, Lucid vẫn cảm giác là bị căng thẳng á. Những pha xử lý của anh ta nó cũng không thực sự tốt. Như cái pha đầu tiên mà khi mà T1 đang ăn rồng mà anh ta đánh một cái hạt không nổ xuống thẳng mặt đối phương như vậy để rồi phải tốc biến lên. Thì rất nhiều những vị trí của DK ở thể hiện tại, cụ thể là Lucid nè, vừa bộ đôi đường dưới đang đánh khá là tệ. Và hậu quả là thôi đi thôi. Lucid đang cố gắng che cho Amin. Che được, dắt để Amin về. Nhưng mà căn cứ của DK sân bay rồi. Quá khó rồi, đây có lẽ sẽ là đợt đẩy để kết thúc ván đấu sớm với phía T1 mới chỉ 24 phút thôi, nhưng mà cách biệt đã là con số hơn 10.000 tiền và nó đủ để T1 kết thúc ván đấu này. Họ sẽ đẩy vào pha cuối cùng. Zed đúng như bộ kỹ năng của mình, người mở đường đang ở phía trên, lui nhẹ về một nhịp. Thì Oanh đang đợi đợt lính tiếp theo. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên đã mất, bộ đo băng tung ra, nhưng chính là Honor thì cũng chẳng có bất kỳ một tác dụng nào cả. Phía bên ngoài thì Keo Linh đang cố gắng tạt cánh tập hậu nhưng mà ô bất kỳ tác dụng nào cả. Kingen lao lên lại bắt được Faker. Faker phân chia thiên hạ để ba người về và ta sẽ đi bộ về với đồng đội của mình. Phía trong Honor hất tung hai người. Đội hình của DK đang bị đẩy vào hồ máu của mình, còn nhà chính của họ thì chuẩn bị T1 dứt điểm. Liệu có thêm bất kỳ một điểm hạ gục nào dành cho DK hay không? Zed nói rằng chỉ có điểm hạ gục dành cho T1 mà thôi. Anh ta bế được thêm một người về. Showmaker là người nằm xuống. 17-4 là kết quả cuối cùng của ván 1. Vâng, và KD cuối cùng của Faker trong ván đấu này là 1-3-9 KD, trước đó thì là 0-3-8. Và tình huống giao tranh cuối cùng thì anh ta vét được một mạng, ít nhất là cũng có được một mạng trước khi kết thúc ván đấu. Để cải thiện win rate của AZ thì chung với VDD, chung với VDD số 1, số 2 của LCK. Quyết định lựa chọn đội hình đứng dưới gánh team và pick AZ đứng giữa để cải thiện win rate.